Đi em búng thôi, em búng thôi chín chưa? Gì em búng rành ghê chứ. Không. Hả? Không, Hả? không, chưa chưa biết nghe. Chưa chăng? Chưa, chưa. Mình nghe nó bịch 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 rồi. Cái này có... Sao anh ăn không hết thôi. Không thì cứ lấy cái nào ngon là lấy cho anh đi. Anh với em ra từ tay sợ nhỏ đây nè. Ồ cái để thì các con cô bác anh chị. Wow. Cái này bóc tay đi chứ. Dính trong cùi mà lấy ngủ xong. Nó không dính tới mày kìa. Ồ. Đây nè. Wow. Đẹp ha. Em tưởng là loại kia nó dính vô kia. Phương quay một cái clip ở đây đó, cũng là một năm rồi bà con cô bác anh chị. 2 năm rồi. 2 năm rồi hả? Ồ, lâu quá, anh cũng quên 2 năm rồi ha. Cái năm mà đợt anh nói đỡ quay lại đó, anh mua đó mà cái thời gian đó là mưa quá luôn á. Wow. Dịch. Hấp dẫn luôn nè. Ờ, à, đúng rồi, dịch á, đúng rồi. Em nhớ cái dài á. Ồ, Phương mời bà con cô bác anh chị nha. Thôi ra. Hai anh em mình rồi, mình không có đem đồ ăn thì mình ăn mít đi ha. Dạ. Ô một cùi mít không hả cô? Ừ, mít không hả con. Dạ. Được nhiều không cô? Cái này á. Cái đó được mấy chục ký? Cái này chắc 40 không? 30 á, ba mấy ký. Ba mấy ký? Ba mấy ký. Dạ. Ô cái này trái này to hơn nè. Không, trái này con sóc nó ăn. Dạ. Con sóc nó mới ăn á. Dạ. Ồ. Cái này mà đem đồ tắm thôi, tắm để. Ờ để ha. Tuyệt vời luôn ha em ha. Ở dưới kia có những cái chạy nữa kìa. Phương xin chào các bác anh chị khắp nơi. Trưa nay Phương có mặt ở rừng Hòn Bàn. Khu rừng bảo tồn đó bà con các bác anh chị. Ở đây thì người ta trồng cũng nhiều loại trái cây đó. Hôm nay thì Phương đi với em ra Việt Kiều Thị Điển. Em cũng thích đi với Phương lắm mà con có bác chị. Nè, ở đây một cây mít nè. Rất là nhiều mít đó bà con có bác chị. Em đang ngắm những cái cánh rừng này. Chào em trai. Chào anh. Kể buổi trưa nè, hai anh em mình rong ruổi những cái con đường trên núi này ha. Ồ, đi là... coi mít đồ mấy vườn mấy người trồng nhiều quá. Ở dưới này có một con suối nè. Chào con. À, chú ủa ở đây là con là ở đây hả? Ở dưới kia hay ở con này? Nhà con ở đâu? Ủa nhà con bên kia nữa hả? Cháu là người đồng bào đó em. Thôi bây giờ mình đi vô hỏi. Sao cháu... Sao con? Con mua mít hả? À chú đi vô mua mít nè, đi với chú. Ủa? Ủa hai nhà khác nhau. Ừ chắc bé ở trên kia. Chắc... Ủa em thấy cái mít không? Tái gì mà quá trời. Ờ, hết rồi nhiều luôn. Đây là mít tố nữ em. Ồ, cây kia nè. Ra. Kệ nè, cái này nha. Biết nhiều. Cái này hơn 100 tái không? Ồ. Lát mình vô mình hỏi thử mình mua. Là mình... hơi mềm hả em ha? Ừ. Đợi lát anh vô anh hỏi có sầu riêng không? Ủa, bên này cây này cũng quá luôn này. Không biết bao nhiêu năm hả? Ừ, để lát mình vô mình hỏi chủ ở đây như thế nào. Ồ, quá nhiều luôn hả? Anh chủ cũng ngại lên hình đó bà con cô bác anh chị.
Chào em trai. Phương thấy bên này có mít nè. Ở cái này chín rồi đó hả em? Chín rồi. À, cái này mình bán sao em? Thì bán ký, bán thêm ký. Bán ký. Rồi ở đây mình có sầu riêng không? Có nhưng mà giờ chưa chín. Ừ, chưa chín hả? À, thì một trái này bây giờ một trái này là bao nhiêu tiền? Cần đi, một ký là bao nhiêu em? Ký 20. Ờ, 1 ký 20 hả? Ừ, bây giờ lấy 1 ký đi hai anh em mình anh dưa ra ở đây có mấy loại mít có một loại mít nữa. Ủa, thơm dữ không? Thơm mùi. Ừ, thơm dữ chăng á. Em tưởng là mình tỉa ra xong rồi cho nó bự nữa chứ. Mấy cái gốc đây đó em. Mấy cái gốc đây là bao nhiêu năm rồi em? À 30 năm. 30 năm rồi. Ồ. Nè, trái nè bà con cô bác anh chị. Một cây đẻ luôn á. Khán giả mà có gì đó thì bình luận vô cái video cái kênh của Phương nha bà con cô bác chị. Phương trả trả lời lát Phương hỏi cái địa điểm nào đó để khán giả đến đây rồi ăn mít tại vườn này. Rồi bây giờ mình bán cho anh 1 ký đi. Hai anh em mình em trai. Anh quay em đâu ngại. Rồi. Quay lấy trái nào nó tròn tròn. Rồi trái nào ngon đi. Ủa, trái nó không ngọt hả? Không phải không ngon, tròn tròn hết. Giữa ăn hả? Cái này có... Sao anh ăn không hết thôi. Không thì cứ lấy ký cái nào ngon là lấy cho anh đi. Sao? Anh với em ra. Tụi ta sợ nhỏ thôi. Nè. Ồ, cái đẻ thiệt các bà con, cô bác, anh chị. Wow. Cái này bóc tay đi chứ. Mà, lấy ngủ sao? À, không dính tới mày kìa. Ồ. Đây nè. Wow. Đẹp ha. Em tưởng là loại kia nó dính vô kia. Phương quay một cái clip ở đây đó cũng là một năm rồi bà con cô bác anh chị. 2 năm rồi hả? Ồ, lâu quá anh cũng quên 2 năm rồi ha. Cái năm mà đợt anh nói đỡ quay lại đó anh mua đó mà cái thời gian đó là mưa quá luôn á. Wow. Dịch. Hấp dẫn luôn này. Ờ à, đúng rồi dịch á, đúng rồi. Em nhớ dài á. Ồ, Phương mời bà con cô bác anh chị nha. Thôi ra. Rồi mình không có đem đồ ăn thì mình ăn mít đi ha. Wow. Ủa trái đây là con chưa? Khỏi cân luôn hả? Cô thử ra ăn thử có ngọt không? Cô hai loại mít luôn hả? Mít nghe nó mít sáp là mít nào? Đây, mít sáp đây. Ừ. Ngon không? Ngon mà. Ừ. Ngọt. Ngọt. Đó là ngọt. Vừa chín tới á. Vừa chín tới. Thơm không? Ừ. Thơm. Tuyệt vời ha. Rồi, thử tiếp đi. Ngon. Mình bữa nay mình đâu có đem đồ ăn đâu. Cái mít này là ngon hơn mít kia hay là nó nhúng nhọt? Nó cũng mỗi người mỗi sở thích đấy. Nó láo hơn sao? Nó cũng ướt vậy, nó cũng ngọt vậy. Nhưng mà nó hơi bột hơn. Không, cái này vừa ăn nè hả em? Càng ngon. Ngon. Béo. Đúng không? Béo. Nó cũng đâu có thui sầu riêng đâu, nó cũng thơm. Nó thơm. Okay. Ở đây đâu có thuốc thứ gì đâu không? Đâu có không, gì đâu. Đây là tự nhiên luôn á. Chín là hồi trước là xịt, chứ giờ là không xịt nữa. Ừ. Dạ. Tự nhiên luôn á bà con cô bác anh chị. Mùa này mùa mít luôn hay là mùa mít. Em ơi, khán giả của anh á mà thích lên Nha Trang mà đi khám phá những cái này đó. Mình đến đây đó là cái mùa nào là trái rộ nhất? Thì mùa này đây. Mùa này ha. Cái bắt đầu trái cây bơ với. Hôm nay là ngày 17 tháng 7 ha. Bơ. Tây. Ừ. Bơ có bơ nữa. Bơ đâu? Bơ đó. Giờ chín chưa? Chín là bơ già, hái già không bơ không có hái chín. Ừ, hái xong giờ đó ta tự động nó chín lên cái gì? Tự động. Ừ. Đúng không? Ủa, bên kia cái tầng bơ hả? Cái tầng bơ. Tại vì anh Phương biết không? Ừ. Cái trái bơ nó ngọt. Ừ. Anh đỡ tầng cây không bao giờ nó chín. Anh phải hái xuống. Để cho cây chín nó hư hết. Ừ. Anh phải hái xuống rồi xong anh đỡ 2-3 bữa là chín. Em đem vậy. Ngon ghê ha. Ngon. Ăn hay em. Ngon mà. Em tưởng đâu cái loại mít kia hồi bữa mà chỉ mua xong gì lại mua mà ăn này không sao. Ủa cái mít kia là em nói là mít ướt hả? Ừ, mít ướt. Mít ướt hồi bữa bà chị lấy muỗng múc ăn khỏi dính tay luôn. Ừ. Nó gọt. Mít ướt. Nó khỏi dính mũ. Còn sầu riêng đâu em? Sầu riêng là xa. Dưới đó. Ừ, cũng của em luôn hả? Không, của chủ ở đây. À. Ồ, nó rụng hả? Dạ, chín nó rụng. Ở đây khí hậu rất là mát ha.
cái chỗ này là cái vị trí là kêu bằng cái vị trí gì em? Em thích hả? Không, cái vị trí của cái mình nè, ngay chỗ của em nè, cái trại của em nè. Đây là nó thuộc ở trong khu Kinh Công. Ừ. Đây là khu du lịch Kinh Công á. Kinh Công hả? Kinh Công. Ừ. Chứ mình tới cái đoạn này là kêu bằng cái cột mốc gì? Cột mốc cây số 19. À, cột mốc cây số 19. Đường lên Hòn Bè bà con nói. 19 là không có cột mốc gì hết. Ừ. Cây số 19 nó tại vì khu này là bây giờ cứ lên khu du lịch Kinh Công chỗ nào là đường nó hiện lên trên. Đấy là. Không. Nhiều khi khán giả mà anh đăng cái video này lên đó, nhiều khi khán giả không biết đường. Cái chỗ này đó, cây nó lắp hết trơn, ra đâu để ý đâu. Không có ấy. Ừ. Sao mình không gắn bảng anh? Mình không gắn bảng. Gắn bảng thì bây giờ nhiều người ta quen người ta vô người ta mua. Ừ. Nhiều người thấy người ta vô người ta mua, không cần bảng. Quá trời luôn ha. Ủa? Một ngày đây là được nhiêu đây hả? Dạ, có, nay em không có hái. 21 ngày em mới hái. Ngày hái là 4 năm tạng. Ngày hai bốn tạ. Mình đi khó có cái nghe tiếng ha. Hay mình rõ bóp chưa? Mình lấy cái đồ mình khó cho lấy cái cán dao. Bốn tay. Nó có mềm hả? Biết chưa? Nghe tiếng quyết quen biết chứ không? Tiếng này khác chính. Cái bịch. Còn mà nát còn sống là kêu tông. Như mình đi nghe mình bóp mà nó ra mũ. Bóp nó không có biết được. Không được không? Mà nó ra mũ là cái tay còn sống là chín. Chín sẽ cũng có mũ. Nhưng mà chín hung nó mới hết mũ. Còn cái chín tới cũng còn không. Còn mũ. Một cây kia là bao nhiêu trái em? Không sao mà đếm được. Chắc mấy trăm trái, 500-600 trái. Dở phương trâm lại ha. Em nói là cỡ 500-600 cái trái luôn á bà con có bán thì sao mà đếm hết được. Một cành hay không một cành như là 4-5 trái rồi. Ở đây là mình bao nhiêu cây em? 50 cây. Ồ, một cái gốc này em nói cũng lâu năm ghê đó cho. Mấy 30 năm. Ồ, con hơn em ha. Ngon không? Hai anh em đi lên đây thì cũng không mua đồ ăn gì ở bà con có bán chưa? Được. Không? Ở trên đây là hay mưa lắm đúng không em? Chiều nặng mưa. Còn mấy giờ là mưa? 2-3 giờ đó đâu đổ mưa. Ừ. Ăn xong một cái tranh thủ ha. Đang rát mưa. Đây đúng không? Đúng không? Làm nữa không? Hai anh em mình làm nữa. Em nghĩ như này chắc đủ. Đủ hai anh em mà đủ hả? Ừ, còn nữa này. Ừ. Ô. Đây này. Tắt ra. Tô nữ đây là tô nữ sáp hả? Tiểu nữ đâu? Tiểu nữ sáp khác đây, tiểu nữ sáp. Trái dài. Ừ. Còn trái nhỏ hơn, ngọt dữ sợ. Em tưởng đâu cái loại này còn non chứ mà rốt cuộc chín hả? Trái này chín rồi nè. Ừ. Anh lấy đi cái đó luôn ơi. Cái đó là gì? Tiểu nữ gì? Tiểu nữ đang ăn đó nhưng mà cái này nó nhỏ. Ừ. Cũng là tiểu nữ xếp luôn. Trái nào nó còn không muốn. Ủa, wow. Đẹp nha. Đây nữa nè mà con có bát chị. Ngon tuyệt. Thấy đây. Một cái tay tưởng nó còn sống mà rốt cuộc nó chín. Wow. Thử tay. Cái này ngọt hơn không? Mềm. Cái ngọt mà nó không gắt. Đúng không em? Nó không gắt. Nó từ từ nó gần như mít ướt. Ừ. Nó bài. Ở đây mệnh danh là Đà Lạt 2. Buổi sáng có sương mù không? Không, lên trên Hòn Bà mới có. Đây không có. Đây lên phải 19 cây, 18 cây nữa. Cây rồi bắt đầu mới có sương mù. Đường nó có nhúng đây không hay là đường nó dốc bên đây nó cua nhiều hơn đây, cua đi. Hơn Đà Lạt, gấp hơn Đà Lạt. Nhưng mà con đường nó cũng dễ đi. Dễ. Xe 7 chỗ lên vô tư. Ngày trước cái xe 5 2 chỗ luôn mà. Đi lên bình thường mà. Ừ, bình thường thôi. Dạ. Thấy cái mít đầu tiên này nó thơm mà nó ăn cái thịt nó ngon. Ừ. Cái kia
nếu mà dỡ mất cổ ha. Dỡ mất cổ, cái này nó trơn á. Ở bên Thị Điển là cái này bên nó mắc không em? Mắc chứ. Một, nó không bán loại giống đây. Nó bán loại bự nha. Mà không biết loại mít rồi giống rồi gì em không biết đó. Mít nào mít nào, muối nào muối bự nha. Loại gì đó. Tại mít nó cũng nhiều loại em không có làm. Chắc của Thái rồi chợ tới á, không? Dạ đúng rồi luôn. Thái. Nên tự nhiên anh ăn chè Thái rồi mấy cái đó lắm. Mà nó không có thơm bằng cái đây. Nó không thơm. Cái chất lượng thì nó thua thằng đây nhiều. Chứ là nó nhỏ vậy mà ăn nó có chất lượng. Đây em nói là không phun thuốc gì, bà con cô bác chơi coi cái nào chín rồi hái xuống luôn, không thuốc không gì hết. Thường này mỗi lần chín là có nậu lên mua chứ hả em? Em hái về em bỏ sỉ luôn. À bỏ sỉ luôn. Cái này là khỏi luộc luôn ha, ăn nhiều quá ngán luôn. Ê, con như là vùng đất này là chịu nhất là sầu riêng đúng không em? Sầu riêng mít rồi bơ. Cái bơ anh mới trồng hay là trồng lâu chưa? Bơ này mới được 4-5 tuổi. 4 tuổi là mấy cây mà nhỏ nhỏ, mấy cây nhỏ là mít á. Mít Thái. Mít Thái ruột đỏ, ruột đỏ sơn. À vậy đó hả? À. Có không? Nhưng mà bây giờ nó chưa có, mới có được 3-5 tuổi à. Mít ruột đỏ. Mít ruột đỏ. Ở mình ngồi đây nghe tiếng suối róc rách luôn ha. Có. Bên này mình cắm trại rất là tuyệt vời luôn á. Bên này là phía này có một cái dòng suối. Có cầu khỉ đó, năm nhớ đi cầu khỉ. À, nhớ cầu khỉ một lần á. Trời ơi, quay cầu khỉ mất hồn luôn á. Người ta móc cái dây teo xong anh tuột hả? Không, đi qua cái cây không à. Qua cái cây không à, mà người ta ở trên băng người ta còn vác đồ nữa. Ý anh nói là một cái cây mà đỡ qua con suối hả? Đúng rồi. Không có tay bịn gì á, đi lên cái thân cây thôi. Lắc. Nó rung như này. Coi cầu khỉ. Mấy hôm Phương cũng quay cái trại của em đó, cũng em cũng coi cái clip đó. Thấy Phương quay cầu khỉ muốn rớt luôn không? Thấy anh reo cầu khỉ. Mấy sợ rớt nước không? Cái chú kia mới giác gì mít hả? Hai bên đó. Ủa bên kia là cũng của mình luôn hả? Bên có một nhà luôn. Chứ nghĩ cái vườn bự là sao mình không nuôi mấy gà mà thả rong vậy. Mình đi một vòng đây ha. Đây, vòng đây. Rồi cái này 3 ký thôi, một bình là bao nhiêu em? Rồi, để chút anh quay lại ha. Đi vòng vòng qua cái bờ suối cho khán giả xem. Mùa này là ngày hôm nay là ngày 17 tháng 7 ha. Là mùa này là rộ trái cây ở trên này. Bơ kìa. Đâu bơ đâu? Đây này. À bơ này. Đó nhiều quá xong giục nữa. Đi em búng thôi, em búng thôi em chín chưa? Vậy em búng rành ghê chứ. Không. Hả? Không. Chưa biết nghe. Chưa chăng? Chưa. Mình nghe nó bịch rồi. Bên này là bờ suối này, bên kia cũng có một số người ở bên cái trại bên kia kìa. Em nghĩ máy tới đây này, này. Chưa. Hình như là mình hay là mình chờ nó nứt nó mấy cái đứt gai mà nó mềm nữa. Cái gai nó đều. Chưa ra. Chưa. Phía bên bờ suối này. À cái em kia nãy đứng nói chuyện với mình, bây giờ qua bên kia rồi kia. Qua cái cầu khỉ mình đi không dám đi đâu. Qua cầu khỉ là té đó. Ở đây cắm trại rất là tuyệt vời bà con cô bác anh chị. Nghe tiếng suối này.
Đây, những cái bọm đá nè. Phương sẽ rơm lại ha. Trên này thì giờ này cũng hay mưa lắm bà con có bán chị. Ồ, bên kia nước kia. Cái này ra. Đây nè, ô mít này em đang bỏ mít vô bao nè. Ồ, nhiều quá. Ồ. Đó. Bỏ vô cái rổ xong rồi mang qua bên đây. Có lối đi qua đó mà. Đi không? Đi qua đó chơi. Ở đi. Đi bên đây nè. Mà em nghĩ là anh sẽ lên lại đây xong anh đi tới ngay chỗ cái cây mít kia. Cái mít kia này em thấy cái em bé gái đi cái hướng đó. À ngay chỗ đó đó. Cái đó lối đi mà. Chỗ đây phải không? Rồi mít giờ là tập kết đây. Đây nữa này. Đây là chín rồi nè. À đây nè. Cái bịch chín rồi. Ô một cùi luôn. Chào cô. Dạ đi đi tham quan cái vườn mít của mình nè cô. Dạ. Ô một cùi mít không hả cô? Mít không hả con? Dạ. Được nhiều không cô? Cái này á. Cái đó được mấy chục ký? Cái này chắc 40 không? 30 á, ba mấy ký. Ba mấy ký. Dạ. Ô cái này trái này to hơn nè. Thấy không, trái này con xong nó ăn. Dạ. Con xong nó mới ăn đấy. Dạ. Cô đi từ cái dốc lên đó bà con có bác chị. Đây, mình đi xuống đây. Mít thì quét là nhiều. Coi chừng tí nha em. Ồ, kia một cùi nữa kia kìa. À, qua cái cầu đó đó. À, thấy chưa? Đó. Ồ, mau như vậy mới thấy bên kia là bắt đầu lên lại rồi. Dưới này mà mình Tây Bắc hả? Không. Ồ, đi quen rồi ha. Ồ, kia nữa kìa. Ồ, đi ngang qua thơm mùi mít. Đạo Phương với em ra qua cái cầu khỉ nha. Wow. Wow. Phải dịm dây hôm Phương đi là không có dây. Bên đây có dây rồi. Mà đem đồ tắm thôi, tắm để ha. Tuyệt vời luôn ha em ha. Ở dưới kia có những cái trại nữa kìa. Không biết cái trại đó là trại du lịch là cho khách hay sao ta, hay là trại cho người giữ rẫy ta. Có hai cái trại. Bên này có một cái trại này, bên này là giữ rẫy đó. Mùa tháng 9 tháng 10 mà mùa mưa rồi thôi, chắc cái này nó ngập luôn. Đúng rồi, nước chảy dữ lắm. Nước chảy rất là nhiều.
đi đường nào? Wow. Ồ, bên này có cái cây nhỏ, cái mít đầy luôn em. Đây nè. Rồi chín chưa? À thì đúng nó bắt đầu nó mềm là biết thôi. À nghe nó bật. Phương sẽ quay phía bên suối một lần nữa bà con có bán chị. Nơi này cắm trại rất là tuyệt vời này. Cái tay Phương chỉ nè, ngay chỗ này nữa là mình trải một cái tấm bạc, rồi mình nướng thịt rồi nè, ngay chỗ này nè, ngắm suối. Ở đoạn kia là nước sâu hơn bà con có bán chị. Sao em? Cái này là cây tiêu á. Cây nào đâu? Cây tiêu đúng rồi. Cây tiêu này. Cái nó ra hộ quá. Ừ. Cây tiêu này. Trồng tiêu ha. Cây này cũng nhiều lắm mà, tiêu này. Tiêu á, nãy tưởng đâu cái lá lót xong tới gần lại xong nhớ chụp. Cái này là mít nữa nè. Quá nhiều ha. Cái mà chín rồi mình bóp nó bụp. Nó mình với mấy tay cũng như nhận mà hai mấy tên cao là coi như là chỉ lấy đồ thiều dịch thôi. Chắc là cái đồ dài dài khiều nó khiều chứ, nó có cái vợt chứ. Phía bên đây là mây đen rồi ha. Ở trên đây là chiều mưa bà con có bán chị. Đây mình quay lại video này thì Phương đăng lên đó, nhiều khán giả mà ra Nha Trang đó thì cứ bình luận cho Phương ha. Hoặc là Phương có Zalo nè, Viber nè, Facebook nè, Phương đã đỡ trong bình luận đó, thì có gì thì điện với Phương. Phương chỉ đường cho khán giả đi đến cái vườn mít ở Hòn Bà. Ồ, bên kia có cái phượng nè. Ồ, cái phượng nè bà con có bán chị. Đỏ luôn. Cái cầu khỉ này bà con có bán chị. Phương quay đêm cách đây thì khoảng một năm mấy, hai năm rồi Phương đi qua cái cầu khỉ này đó, nhưng mà đợt trước Phương đi đó thì có một cây thôi bà con có bán chị, đi rất là lỏng lẻo luôn, không quen là Phương cũng rất là sợ. Bây giờ là đây là cầu khỉ, hôm nay là ba cây rồi mà có cái sợi dây nữa cũng an toàn đó bà con có bán chị. Bây giờ Phương qua thì tự tin hơn. Nó tự tin là cũng đi không quen cũng nhát hết bà con có bán chị. Rồi nắm cái xe dây này chắc ăn nhất à. Rồi quay rồi. Rồi rất là tuyệt vời. Ủa mau vậy, mới lên thì xuống lại hả? Wow. Bây giờ Phương lên cũng tranh thủ về đó bà con có bác chị. Trời cũng muốn mưa rồi. Tầm khoảng 3 giờ là trên đây hay mưa lắm bà con nữa. Có bác anh chị. Wow. Wow.
Bây giờ là 12 giờ rồi. Mình đi mà không quen nó mệt ha. Hồi nãy cô kia vác 30 kg trái cây mà đi. Khỏe hơn mình nó cứ gì cũng quen rồi. Tại vì người ta nó quen á, cái thớ đi là cái sức lực mà mỗi người ta đi mỗi ngày á, nó quen cơ bắp. Wow. Rồi hơi mệt. Bữa nay đi đi chơi xong được quà này. Sướng không? Ở đây mít tại vườn đó, Phương mua là 20 ngàn một ký đó bà con có bác chị. Hai anh em thì nãy hai anh em mình ăn cũng được ký với mấy ha. Nhiều quá, no. Thì mua thêm mấy ký về làm quà. 20 ngàn một ký đó bà con có bác chị, ăn rất là ngon. Cả ngày đi thì hai anh em mình cũng rong ruổi khắp con đường ha. Từ dưới bằng này lên, lên núi. Lên vườn tay cây. Ít ngày nữa là em ra đã quay lại thị điển rồi mà con có bác chị. Mong rằng lần sau về là anh em mình tiếp tục lại gặp nhau ha. Rất nhiều kỷ niệm mình anh em mình ha. Cái này rất đẹp mà. Đây bây giờ là hay. Ở đoạn khúc dưới đó là có sầu riêng đó mà con có bác chị. Nhưng mà bây giờ thì cũng đã muộn rồi. 12 giờ rồi. Hai anh em đi lúc 7 giờ. Thì bây giờ 12 giờ rồi. Tới đây thì Phương cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn lại video sau thì Phương tiếp tục đăng cho bà con có bác xem. Một lần nữa Phương xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, anh em mình bỏ rồi trên đường về. Rồi. Trời rồi sắp mưa rồi. Chuẩn bị lên